Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Vilago xin gửi tới các bạn video bàn giao sản phẩm một bộ combo sofa, giường ngủ, bàn trà, đôn và bộ bàn ghế ăn tân cổ điển đó, của nhà chị My tại Landmark Hà Đông, Hà Nội. Đây là bộ bàn ghế ăn, bao gồm một bàn và 6 ghế. Đây là chiếc giường ngủ tân cổ điển theo hướng hiện đại đó. Các bạn đặt hàng có thể liên hệ qua số hotline mà mình để ở ngay cái bài viết này và ngay trên màn hình mà các bạn đang thấy nhỉ. Một bộ combo 3 giường ngủ tân cổ điển, một bộ bàn ghế ăn. Đây là một chiếc giường nữa. Đây là một bộ sofa tân cổ điển gồm một văng và một ghế đơn, một bàn trà và một đôn để đọ hoa. Okay.